Bộ phận nghiên cứu toàn cầu ngân hàng HSBC công bố báo cáo nhận định Việt Nam vẫn là điểm đến ưa chuộng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Ngân hàng HSBC nhận định sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia đối với Việt Nam tăng mạnh nhờ nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến chi phí cạnh tranh và các chính sách hỗ trợ FDI. So sánh chi phí lao động trong khu vực châu Á, mức lương nhân công sản xuất ở Việt Nam thấp hơn dù người dân có trình độ giáo dục phổ thông vững vàng. Các chi phí khác, chẳng hạn như năng lượng cần thiết cho vận hành nhà máy, dầu diesel, vốn được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp đều cho thấy lợi thế cạnh tranh về giá. Ngoài ra, Việt Nam đã đạt được tiến độ đáng kể trong việc thiết lập những thỏa thuận kinh tế khác nhau với các đối tác thương mại như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Để duy trì dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, chuyên gia ngân hàng HSBC cho rằng điều quan trọng là Việt Nam phải vươn lên trong chuỗi giá trị sản xuất và nâng phần giá trị cộng thêm nội địa trong những hàng hóa này. Nhằm đánh giá tác động đa chiều cả trước mắt và lâu dài đối với dự luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số nhóm ngành, Hội thảo dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi và ngành đồ uống do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội. Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định hồ sơ dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó đáng chú ý có nội dung lùi việc tăng thuế xuất rượu bia lên 100% sau năm 2035 thay vì 2030. Theo các chuyên gia, ngành đồ uống hiện đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 60.000 tỷ đồng trên một năm. Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ thuế để giảm mạnh hơn nữa nhu cầu tiêu dùng rượu bia cần được cân nhắc kỹ tác động ở nhiều mặt, nhất là đối với khả năng sụt giảm doanh thu ngân sách nhà nước và của các doanh nghiệp trong ngành rượu bia và chuỗi ngành hàng liên quan. Thực tế hiện nay và dự báo trong thời gian tới, ngành rượu bia tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, khiến sản lượng sản xuất, tiêu thụ bia sụt giảm khoảng 20% so với trước đây. Tốc độ tăng trưởng âm gây nhiều khó khăn và thách thức cho ngành. Thống kê cho thấy có khoảng 50% số doanh nghiệp giảm lợi nhuận trong giai đoạn 2020-2021, hơn 70% doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp giảm chi phí, giảm lao động khiến thu nhập lao động giảm 10%. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vào ngày 10 tháng 8, đơn vị sẽ triển khai phần mềm sàn giao dịch vận tải hàng hóa của ngành đường sắt nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Để đăng ký vận chuyển, khách hàng truy cập vào trang web sanhanghoa.vtds.vn, nhập các thông tin cần thiết như ga đi, ga đến, loại hình vận chuyển, tên mặt hàng hóa, hóa đơn điện tử nếu cần. Sau đó, khách hàng chọn loại tàu phù hợp và nhập lưu các thông tin hàng hóa. Hoàn tất các bước trên, nhân viên đường sắt sẽ liên hệ với khách hàng và tiến hành vận chuyển hàng hóa. Sau khi gửi hàng hóa, khách hàng có thể theo dõi quá trình vận chuyển, từ đó chủ động được kế hoạch giao trong quá trình giao nhận. Gần 10.700 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Đây là con số được ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng thông tin tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa 11 tỉnh thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển vào sáng ngày hôm nay, 9 tháng 8. Số tàu cá chưa đủ điều kiện để hoạt động khai thác thủy sản tại Quảng Ngãi là gần 3.100 tàu, Quảng Nam là gần 1.200 tàu, Hà Tĩnh là hơn 1.800 tàu và Bình Định là hơn 800 tàu. Theo đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh, khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý tàu cá hiện nay là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và xử lý. Để thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC, các địa phương đề xuất cho chủ trương thí điểm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với nhóm tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, hoạt động nghề câu mực để giám sát, quy định thống nhất thời gian rà soát, báo cáo về số lượng tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng và 1 năm. Đồng thời đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, xử lý nghiêm đối với các tàu cá vượt ranh giới cho phép tại các vùng biển giáp ranh. Theo kế hoạch ban đầu, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 17 triệu lượt khách vào năm 2024. Tuy nhiên, tỉnh này mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm thu hút 19 triệu lượt khách du lịch, điều chỉnh tăng thêm 2 triệu lượt khách. Để thu hút bổ sung 2 triệu lượt khách trong năm 2024, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức 92 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trong 6 tháng cuối năm, mở thêm các sản phẩm du lịch còn lại trong số 62 sản phẩm đăng ký ra mắt trong năm 2024. Ngoài ra bổ sung thêm một số nhiệm vụ sản phẩm du lịch mới, trong đó khôi phục lại tuyến du lịch đường biển thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc đến thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch để thu hút khách đường bộ Trung Quốc vào Quảng Ninh qua các cửa khẩu tại Quảng Ninh cũng như ở Lào Cai. Tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch từ thị trường Ấn Độ
và thu hút dòng khách Hàn Quốc thông qua đường bay quốc tế đến sân bay quốc tế Vân Đồn.